một trong những chiếc ampli mà em Tâm đã bán với cái số lượng rất là nhiều trong năm 2023. Và đến năm 2024 thì em còn đâu đó khoảng hơn chục chiếc nữa cũng sẽ tiếp tục đăng tải và bán cho khách hàng, với các bạn đang đi tìm cho mình một chiếc ampli chơi nhạc ở cái cấu hình nhu cầu cơ bản. Và ngày hôm nay thì em đang phối ghép chiếc ampli mà em đang nhắc tới đây là chiếc VX325 đến từ thương hiệu Pioneer. Thương hiệu Pioneer là một trong những thương hiệu mà ở thị trường Việt Nam cũng là một trong những tứ đại thương hiệu rất là nổi tiếng từ Nhật, cùng với Onkyo, Denon và Kenwood, tạo nên cái thương hiệu cũng như tên tuổi về những cái sản phẩm âm thanh từ Nhật đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Chiếc đầu máy ampli mà các bạn đang nhìn trong khung hình là chiếc 325 với cái dòng AV Receiver VSX. Đây là một trong những con ampli với khả năng kiêm nhiệm hai tính năng, đó là vừa xem phim cũng như là vừa nghe nhạc, với chất lượng nghe stereo rất là hay. Chiếc ampli này thì sở hữu một cái thiết kế dân dụng, chiều rộng là 44cm, chiều sâu là khoảng 25 và chiều cao của máy là khoảng 18cm. Một thiết kế rất là hầm hố. Và con máy ampli này thì thông tin với các bác đó là hàng mới và có đầy đủ phụ kiện, đẹp xuất sắc, điện 120V. Các bác có thể sử dụng nguồn điện từ 100, 110 cho đến 120V, vẫn chạy sử dụng ok. Chiếc ampli này thì nó sẽ có hai cái đặc điểm mà người tiêu dùng tại Việt Nam, gần như tất cả mọi người chơi đều rất là thích cũng như là khai thác. Đó là kết nối giải mã tín hiệu từ quang học optical, và một kết nối nữa đó là kết nối Bluetooth không dây. Nói chung là với cái mức chi phí đầu tư rất là hủy diệt 3,5 triệu, các bác đã có ngay một chiếc ampli mới sử dụng hai tính năng rất là hay. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái tính năng khác về chế độ xem phim cũng như là những cái đường line in để các bác có thể cắm thêm TV, cắm thêm đầu đĩa, máy tính, máy nghe nhạc thoải mái. Mặt trước của máy thì được trang bị một USB để các bác có thể cắm nhạc vào khai thác trên con ampli này. Và thực tế thì mức giá 3,5 triệu rất là rẻ rồi. Nói chung là mức giá này sẽ hủy diệt gần như tất cả những ampli cũ đến từ Nhật. 3,5 triệu mà các bác lại có một con máy kích thước dân dụng này, rồi hàng mới nữa, có khiển zin và hai tính năng cực quan trọng, đó là giải mã Smart TV cũng như là Bluetooth không dây. Năm vừa rồi thì gần như em cũng không bán được cái model nào ampli của Nhật, hàng nội địa. Tại vì là ampli Nhật thì nếu mà có đủ cái tính năng Bluetooth cũng như là giải mã thì cũng phải từ 3 triệu trở lên, hoặc 5-6 triệu thì rất là nhiều. Nhưng mà 3,5 triệu thì không có một con máy nào có thể cạnh tranh và địch được với VX325. Ở trên kênh thì em gần như em đưa cho các bác một cái cấu hình gọi là em tối giản hết mức chi phí để các bác có thể mua được một bộ nghe nhạc mức giá rẻ nhất. Vì thế em đã đưa ngay cái cặp loa Pioneer HM76 vào để ghép với con VX325 này. HM76 với VX325 thì sẽ là combo 5 triệu. Các bác đã sở hữu một bộ dàn nghe rất là hay các bác nhé, cực hay luôn. Rất nhiều khách hàng của em đã sử dụng và có cái phản hồi cực tốt. Ngày hôm nay thì em sẽ không lựa chọn Pioneer HM76 nữa, mà em lựa chọn cặp loa Sony SS86E. Cặp loa này thì được em Tâm mua trong năm 2023, mua rất đắt các bác nhé, mua 5 triệu luôn. Một cặp loa Made in UK, có nghĩa là sản xuất tại châu Âu, thương hiệu Sony nhưng mà được làm tại châu Âu, rất là hiếm. Cặp loa này thì em mua về đẹp xuất sắc luôn, có đầy đủ e căng 5 triệu. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay khi mà ghép với VX325 em sẽ sale cho các bác với mức giá là 3 triệu. Bác nào mua lẻ em cũng bán luôn. Cặp loa đến từ Sony, một cặp loa cổ rất là hay. Và ngày hôm nay thì phối ghép với VX325 để tạo ra một combo 6,5 triệu. Em sẽ quay để các bác có thể nắm bắt cũng như là nhìn chi tiết cận cảnh về hệ thống này. Về chiếc ampli thì không có gì phải bàn cãi nữa, hàng mới mà. Thực tế là em ship cho các bác cũng nhiều rồi. Có những cái trường hợp mà đến nơi không may nó bị cấn cạnh, cấn phía sau ấy, thì em cũng sẽ bớt tiền cho các bác, hoặc là các bác mà năn tăn quá đổi máy mới luôn. Tại vì hiện tại em đang còn khá là nhiều, hơn chục máy nữa. Cặp loa thì như đã chia sẻ với các bác, cặp Sony SS86E, một cặp loa cổ sử dụng bass đường kính 10cm, thép đôm đường kính 2,5, rất là đẹp. Làm bằng thùng gỗ MDF phủ một lớp veneer vân gỗ, cao to hơn HM76 là chắc rồi. Đây là thông tin phía sau của loa, 70W. Và chúng ta sẽ có Made in UK, một cặp loa được sản xuất tại châu Âu, trợ kháng 6 ohm luôn. Và thực tế thì hôm nay có một bác hỏi trên Facebook của em ấy, đó là ampli định mức đánh 6 ohm nhưng mà sao lại ghép loa 4 ohm. Em vẫn ghép cho khách hàng cặp 76 chơi vẫn hay mà. Nhưng đây có cặp 6 ohm luôn, tương thích luôn các bác này. Phía sau của ampli thì các bác có thể nhìn thấy hai cái đường digital rất là quan trọng, đó là đường TV optical và đường CD coaxial. Ngoài ra máy cũng hỗ trợ thêm những cái đường HDMI trong chế độ CD và những cái đường line in, có cả sub out các bác nhé. Và cầu loa, chúng ta chơi nhạc thì chúng ta sẽ gắn ở loa front
còn ba cậu còn lại để chế độ xem phim. Cặp này hệ thống này thì phối ghép vào với mức giá là 6,5 triệu. Bác nào kết bộ này thì có thể mua ngay. Loa có đầy đủ lưới loa các bác nhé. Dàn thì ampli thì có đầy đủ khiển zin mới cứng kính quang luôn. Đó, em đang bọc trong ni lông luôn. Bộ này thì thực tế trong năm 2023 bán rất là nhiều rồi. Năm nay còn vài bộ nữa thì em bán nốt thôi. Và hết hàng thì cũng không có nữa. Tại vì là trong năm 2023 thì em cũng mua được một đâu đó khoảng hơn 200 bộ thôi. Em bán nay nát trong năm vừa rồi cũng như là đến thời điểm hiện tại nó cũng hết hàng rồi. Và gần như đối với khách hàng nào mà nhờ em Tâm tư vấn về ampli ngon bổ rẻ thì con máy này là con máy mà được đưa ra cái bàn để hai người có thể nói chuyện và tham chiếu đầu tiên. Nó rất là hay. Nói chung đối với bản thân người bán như em Tâm mà khi mà tiếp cận cái ampli này đúng như ngày xưa mà em chưa làm âm thanh ấy, mà em là người tiêu dùng ấy, mà nhìn thấy con ampli này cũng đúng thực sự ngon bổ rẻ, vừa mới còn vừa đúng đầy đủ hai những cái tính năng rất là quan trọng. Có 3 triệu rưỡi thôi các bác đã phối ghép được một bộ nghe với những hệ thống loa các bạn đang có. Bác nào quan tâm tới hệ thống này có thể liên hệ tới số hotline mà em để bên góc trái khung hình video. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video.
cho mẹ.